cây trà thâm hồng bát diện nhỏ xinh rất là đẹp ạ. Các bạn nhìn thấy đây ạ, cây có đẹp không ạ? Đường kính gốc thì to bằng ngón tay cái ạ. Còn có một cái cây này nó thoát thân khoảng tầm được 35cm ạ. Tổng chiều cao của các cây thì cây thấp nhất thì được 80, cây kia được 1m ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua ba cái cây trà thâm hồng bát diện này thì vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Các bạn mua một cây cũng được mà mua cả ba cây cũng được. Cây này vận chuyển toàn quốc được nhé bạn nhá. Tất cả các cây đều đang có nụ rất là đẹp luôn ạ.